Con có nghe một bạn đồng tu nói là mình là cư sĩ đến ở tại chùa tu tập thì phúc rất là lớn, nhưng tổn phúc cũng vô cùng lớn. Bạn phải cẩn trọng khi ở chùa. Kính mong thầy giải đáp giúp con về vấn đề này là như thế nào ạ? Con đến chùa mà ăn cơm do các sư nấu thì có bị tổn phúc không ạ? Phật tử chúng con cần làm gì khi ở chùa để không bị tội ạ? Mong thầy giải đáp giúp con. Có Phật tử nói rằng ạ, có bạn đồng tu nói rằng ạ, đến chùa làm công quả, ở trong chùa làm công quả vân vân thì phúc rất lớn, nhưng tổn phúc cũng rất lớn, và dặn bạn ấy nói là phải cẩn trọng. Phật tử này muốn thầy giải đáp cái câu hỏi ấy. Thì ở đây thì chúng ta biết là ở trong kinh A Hàm, Đức Phật cũng có nói về công đức của các Phật tử tại gia. Nếu mà phát tâm giữ gìn bát quan trai giới thì công đức vô lượng. Đấy chính là một cái phương pháp tập sự xuất gia. Còn các Phật tử mà chúng ta thu xếp được thời gian đi tới chùa để làm công quả, thậm chí ăn uống ngủ nghỉ sinh hoạt ở tại chùa và sống một cái cuộc sống cũng thanh tịnh thanh bạch như là người xuất gia, thì Đức Phật nói đấy công đức cũng vô lượng, cũng chẳng khác gì người xuất gia vậy. Ở đấy gọi là thân tâm đều có thể xuất gia nhưng mà chưa được cái hình tướng xuất gia. Nhưng đấy tất nhiên là ở trong chùa thì chúng ta phải phải làm tròn cái trách nhiệm bổn phận của Phật tử tại gia, khi đến chùa làm công quả chấp tác thì mới được công đức như vậy. Chúng ta cũng nghe nói là nếu ở trong chùa mà không tu tập được thì tổn phúc cũng rất lớn. Câu nói này thì các cụ hòa thượng thượng tọa như các tổ cũng như là chúng ta hay thường thấy các cụ chúng ta hay nói cái câu nói là gì, nói là ở chùa gần chùa để gọi gì, gọi bụt bằng anh, hay là gần chùa gọi Phật bằng anh. Tức là chúng ta ở trong chùa, sống trong chùa, chúng ta chỉ đi nhìn thấy cái lỗi của người khác, hoặc là nhìn thấy lỗi của thầy trụ trì, hoặc là nhìn thấy lỗi của chư tôn đức tăng ni, hoặc là nhìn thấy lỗi của các bạn đồng tu, và chúng ta đi chúng ta chỉ trích, chúng ta nói họ là không tốt, vân vân thế này thế khác, và thậm chí là chúng ta sẽ thoái tâm bồ đề. Thì cái đó là gì? Cái đó gọi là ở trong chùa gọi Phật bằng anh là như thế. Hoặc rằng ở trong chùa lâu ngày chày tháng, gọi là chúng ta bị nhờn đó, chúng ta bị nhờn pháp đó. Đấy. Chúng ta bị nhờn pháp, và thậm chí là chúng ta lúc đầu vào chùa thì chúng ta là kính Phật trọng tăng, nhưng ở vào trong chùa làm công quả được một thời gian thì chúng ta vì nhìn thấy cái lỗi của chư tăng, hoặc rằng chúng ta thì khởi lòng tham sân si nhiều, cho nên ấy, chúng ta coi thường tất cả mọi người. Có thể là chúng ta chỉ sợ mỗi thầy trụ trì thôi, còn các Phật tử khác hoặc là các sư khác, các đệ tử của sư phụ mình vân vân chẳng hạn, cũng chỉ ngang hàng với mình thôi vân vân. Khởi cái tâm suy nghĩ cống cao ngã mạn như vậy. Cho nên thậm chí là đấy, cái này thì ở chúng tôi thì va chạm nhiều. Ngày xưa đi tu cũng ở nhiều chùa, lúc còn bé làm tiểu cũng ở nhiều chùa, nào chùa Hương, chùa Thầy, rồi chùa Vạn Niên, rồi sau đó thì cũng đi trụ trì 4 năm 6 chùa cho đến bây giờ rồi. Đó, cho nên và đặc biệt là cũng gần gũi rất nhiều các quý thầy cùng đồng trang lứa, và cũng nghe các thầy tâm sự với nhau lúc làm tiểu như thế nào vân vân. Thì thường thường đại đa số các thầy nói là lúc đầu mới vào làm chùa đấy, không chỉ sợ thầy, không phải là sợ thầy trụ trì nhất mà lại sợ bà vãi nhất. Vì sao lại sợ bà vãi nhất? Ở Việt Nam chúng ta, ở miền Bắc này thì các Phật tử nam hoặc Phật tử nữ đi làm công quả thì hay thường gọi là gì? Gọi là vãi, gọi là vãi hay là gọi là thủ hộ đó.
Ngày xưa chúng tôi hay đi các chùa miền Bắc này, thường hay chùa nào cũng hay có là một bà vãi gọi là vãi hộ, tức là người giúp việc ở trong chùa, trực tiếp ở trong chùa đấy. Thì thường thường 10 bà vãi hộ ở 10 chùa thì phải có 8 9 bà là gì, rất là ghê gớm. Ghê gớm lắm. Ai muốn đến gặp thầy chủ trì á, thì phải thông qua bài mới gặp được. Chú tiểu nào đến muốn tu được á, ở ngôi chùa đó thì phải bước qua được xác bà ấy thì mới có thể tu được. Khủng khiếp lắm. Đấy, ngày xưa chúng tôi cũng ở mấy chùa rồi cũng gặp một vài bà vãi như vậy. À, thì cũng cũng gặp như vậy, nhưng mà có cái thì được cái mình thì cũng gọi là khéo sống. Cho nên một thời gian sau người ta cũng từ cái chỗ người ta ghét mình, người ta coi mình là cái người man di mọi dợ lúc đầu tiên. Nhưng dần dần chung sống lâu một thời gian vài tháng hoặc một năm gì đấy thì người ta lại thấy quý mình. Không hiểu vì sao, lúc đầu thì người ta rất ghét, bảo là mình là người man di mọi dợ. Nhưng dần dần người ta lại thấy quý mình, thấy mến mình, thấy thương mình nhiều hơn. À, thường là như vậy, mấy chùa thì tôi gặp thì thường đều như vậy. Nhưng các quý thầy cùng học, các quý thầy nói rằng á, bà vãi kinh lắm, sợ lắm. Vì sao? Vì bà ở trong chùa lâu rồi, có khi bà ở trong chùa 2, 3, 40 năm. Bà nhờn pháp rồi. Cho nên á, thậm chí có những lúc bà còn dỗi cả lại với thầy chủ trì nữa, cãi lại thầy chủ trì nữa. Đó. Đấy là những cái này. Trường hợp như thế thì ở trong chùa thì như Phật tử này nói thì tạo nghiệp cũng lắm, phúc cũng có đấy, nhưng mà để tạo nghiệp cũng lắm. Cho nên ấy, chúng ta đến chùa làm công quả thì chúng ta phải luôn luôn khởi ra cái tâm niệm là mình là một Phật tử tại gia, mình đến chùa là để làm công quả, gieo cái hạt giống thiện duyên, hạt giống phúc điền vào ở trong tâm khảm a lại gia thức của mình, để mong là một ngày nào đó, một năm nào đó, một đời một kiếp nào đó mình có đủ duyên lành, mình cũng được gì, được xuất gia và được tu tập thanh tịnh, đồng chân nhập đạo và tu thành chính quả, mau sớm thành Phật, mau chóng thành Phật để phổ độ chúng sinh. Thì đó phải phát cái nguyện như thế thì mới 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 không bị lỗi, không bị trái, và mới có công đức phúc báo lớn khi mà mình đến chùa làm công quả. Bằng không cứ khởi cái tâm kiêu căng cống cao ngã mạn, coi mọi người đều dưới bước chân của mình ấy, thì quả thật là tội lỗi vô cùng. Thì thà rằng không đi chùa còn hơn. Đó. Thà rằng không đi chùa còn hơn. Còn ở đây Phật tử hỏi một cái ý nữa là đến chùa thì ăn cơm các sư nấu thì mình có bị tổn phúc không? À, nếu mà mình chỉ đến chùa mình ngồi chơi, à, buôn dưa lê, à, quét chùa vài cái xong rồi vào thì ngồi buôn dưa lê vân vân á, xong đến khi mà các chú tiểu hoặc các sư bác hoặc các sư cô sư ông nấu cơm, à, mình thì ngồi chơi, xong đến lúc mình đến bữa cơm thì mình ngồi mà ăn cơm. Hết ngày này qua tháng khác như vậy thì như vậy chắc chắn sẽ bị gì, tổn phúc rồi. Đó. Còn nếu mà lên chùa thì các chú tiểu hay các sư bác sư cô vân vân sư ông các mọi người nấu cơm, còn mình đi làm việc khác, mỗi người một việc, mình có thể đi quét dọn hay là mình trực tam bảo hay là mình làm cái việc gì đó vân vân, à, lau dọn chùa chiền nhà cửa vân vân đó, thì mỗi người một việc, các thầy thì nấu cơm còn mình thì làm việc chúng việc khác, đến bữa thì cùng ngồi vào ăn thì không sao, như vậy mình không bị mắc nợ, không bị tổn phúc. Ừ. Thậm chí là gì, mình không mang cái gì đến chùa, tức là không mang gạo mang gì đến chùa thì cũng không sao, vì mình có làm công quả. À, mình làm công quả thì mình ăn mày Phật bữa cơm thì cái đấy thì cũng không ảnh hưởng gì cả. Chứ còn mình đến là mình lười, mình chả làm gì, đến đó chỉ buôn dưa lê hoặc là nằm ngủ, xong rồi đến bữa dậy đi ăn để cho nhà chùa đi hầu mình nhé, thì như vậy chắc chắn là gì, là tổn phúc rồi. Thì chúng Phật tử chúng ta cũng thận trọng. Phật tử này hỏi là khi đến chùa thì ý một ý nữa là nói khi đến chùa thì cần làm gì để không bị tội. Thế là mình bằng tất cả cái công sức của mình, trí tuệ của mình, thiện tâm của mình có thể
bằng công sức thì mình có thể chấp lao phục dịch, làm các công việc Phật sự như là quét sân, bao sái, nấu cơm, gánh nước, bổ củi, vân vân, rửa, nhặt rau, trồng rau, vân vân. Những cái việc đó chúng ta đều có thể làm được thì chúng ta làm. Đấy, những cái việc phúc đức đó thì chúng ta làm để hộ pháp cho nhà chùa, trong chùa, trong chiền, để cho khỏi kẻ gian vào quấy phá, trộm cắp, vân vân chẳng hạn. Những cái việc đó đều tốt cả. Đấy, thì đều là những cái việc phúc đức có thể Phật tử chúng ta làm được để hộ pháp cho chùa, hộ giúp đỡ các công việc Phật sự cho các quý thầy, đều sinh trưởng công đức vô lượng.